Chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta quay trở lại với channel. Thì ở clip trước á, thì bạn Duy đã có là hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta thiết lập một chiếc mixer SoundCloud UI16, thiết lập một chiếc mixer hoàn toàn mới. Và ở clip này thì mình sẽ tiếp nối clip của bạn Duy hôm bữa là hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta gửi effect vào từng channel và cũng như là tổng quan qua các cái tính năng được tích hợp trong chiếc mixer này để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn. Để chúng ta muốn là tự setup những cái vấn đề đơn giản thì chúng ta có thể là xem clip để chúng ta có thể setup tại nhà được mà không cần phải gọi kỹ thuật tới mọi người ha. Thì một lần nữa mời mọi người chúng ta cùng theo dõi clip ha. Đây là cái giao diện chính mà khi mà chúng ta kết nối máy tính với mixer thì nó sẽ hiển thị như thế này mọi người ha. Thì đối với dòng UI16 này thì nó sẽ tương xứng với là 16 fader đây mọi người, chúng ta nhìn vào đây ha. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi là line in, play này kia, nó sẽ tương xứng với là 16 channel in mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ tổng quan qua cho mọi người các cái tính năng được tích hợp trong dòng UI16 này. Chúng ta sẽ bấm vào cái mục edit đây thì chúng ta thấy được là nó đang có những cái gì. Ví dụ như là equalizer. Equalizer thì nó sẽ có đâu đó là 1, 2, 3, 4 band mọi người ha. Và sẽ có là 2 bass filter. Rồi là phần compressor, rồi FXN, rồi Oxen. Đấy. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta cắt equalizer và gửi effect vào từng channel mà chúng ta muốn sử dụng mọi người. Thì đầu tiên để chúng ta muốn là xử lý channel nào thì chúng ta sẽ bấm đến channel đó cho nó sáng đỏ lên như thế này mọi người ha. Đó. Và ở đây là mục hai bass filter. Hai bass filter thì đối với phần mix roll, đối với giọng ca thì mọi người thông thường thì mình sẽ hay cắt ở đó là từ 75 Hz độ lên mọi người ha. Chúng ta không nên để quá thấp, quá nó sẽ tăng thêm độ feedback, nó sẽ làm cho âm thanh của chúng ta nó sẽ bị tiêu tốn công suất và nó bị ồn, nó bị ù, nó không có được hay. Vì giọng nói của chúng ta, giọng cao của chúng ta, của mọi người của chúng ta thì thâu đâu đó nó cũng chỉ là tầm 80 Hz độ lên là hết mức thôi mọi người ạ. Nó không xuống được xuống tới là 70 hoặc là 60 đâu mọi người. Nên mọi người chúng ta cũng nên cắt cao lên một chút để cho nó giảm đi cái tỷ lệ feedback mọi người ha. Đó thì mình sẽ để đâu đó là tầm 75 Hz độ lên là phần hai bass filter. Thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là nó sẽ có là 4 cái band để giúp cho chúng ta cắt những cái tần số dư. Đấy. Vì một hệ thống âm thanh thì sẽ luôn luôn có độ sai số và nó sẽ có các tần số dư và những cái tần số thiếu. Thì những cái band này giúp để chúng ta cắt những tần số dư. Đấy. Mình sẽ ví dụ bây giờ mình sẽ xử lý band ở band thứ nhất đi mọi người ha. Thì trong mục này chúng ta nhìn vào đây thì nó sẽ có là phần Q đây. Đấy, mình sẽ kéo lên, kéo xuống chẳng hạn. Bao nhiêu octa trên một quãng thì bây giờ mình sẽ để là 0 octa trên một quãng thì nó sẽ mở rộng ra như vậy đấy. Và một khi nó mở rộng ra như vậy thì mọi người thấy cái tác hại của nó sẽ bị ảnh hưởng qua các tần số khác. Tần số khác nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Đấy, nếu chúng ta phần octa chúng ta để quá thấp như vậy thì nó sẽ bị lem qua, cho nhìn vào đây, nó bị lem qua đây. Đó, nó sẽ cắt nguyên một cái tần số, cắt nguyên một quãng dài vậy luôn đó mọi người đây. Cắt đâu đó là từ là 80 Hz lên tới là 500 Hz, nó cắt như vậy thì âm thanh của chúng ta đâu còn gì là hay nữa. Đấy, cho nên chúng ta phải là kéo phần octa, chúng ta phải kéo cao lên. Đấy, chúng ta muốn nó tùy biến, mà chúng ta mọi người chúng ta không nên octa chúng ta không nên để quá thấp, nó sẽ bị lem qua các tần số khác không mong muốn. Thì bây giờ mình sẽ để là 3 octa đi, 3,8 octa trên một quãng đi thì nó sẽ nhọn như vậy. Đấy, mình phát hiện ra được tần số là 200 Hz dư thì mình sẽ kéo lên như vậy, sau đó thì mình sẽ cắt cái tần số xuống. Đấy, cắt tần số 200 Hz xuống. Đó. Tương tự các cái band khác cũng vậy. Chúng ta thấy phát hiện ra được tần số nào là tần số dư thì chúng ta sẽ kéo nó xuống. Đó. Đối với các bạn sound man thì họ sẽ quen rồi và họ có một cái tai nghe tốt hơn một xíu thì họ sẽ phát hiện ra được là tần số nào là tần số dư. Đó, để họ cắt xuống làm sao cho nó cân bằng cái tham số cho nó ok nhất có thể. Còn đối với gia đình chúng ta ở sử dụng ở nhà thì chúng ta cũng chắc chắn là kinh nghiệm sẽ không bằng được các bạn sound man rồi. Cho nên chúng ta mọi người sẽ bấm vào cái mục là RTA đây mọi người ha. Đây. Đấy, mọi người bấm vào mục RTA đây. Đấy, mọi người thử alo coi. Đấy. Khi mình alo thì cái sóng sẽ nhảy lên như vậy mọi người. Đó, mọi người thấy cái sóng nhảy lên không? Đấy. Đấy, chúng ta sẽ
chúng ta sẽ thử mở lớn một xíu để xem là nó hú ở tần số nào. Khi mà chúng ta thấy nó hú, khi mà nó hú thì cái sóng này mọi người, nó sẽ cao, nó sẽ vượt ngược lên, nó sẽ cao ngút lên, cao hơn so với các cái sóng thông thường mọi người ha. Khi mà nó hú thì chúng ta sẽ thấy là phát hiện ra được là cái ví dụ như là ở 5 ở 2 ký nó hú thì chúng ta sẽ kéo xuống đó, sau đó chúng ta vào phần quy đây, octave chúng ta sẽ cho octave cao lên để cho nó không bị lem qua các tần số khác mọi người ha. Đấy. Thấy không? Đó. Thì tương tự các tần số khác cũng vậy. Nói chung là đối với ở mức độ chúng ta chưa có chuyên môn, không có quen lắm thì chúng ta sẽ xử lý theo mức độ là tổng quan qua một chút như vậy. Còn không thể bằng được những cái bạn sau main họ chuyên được thì mình clip mang tính chất là tổng quan qua để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn thôi mọi người ha. Thì chúng ta có thể tùy biến những cái vấn đề đơn giản tại nhà mọi người ha. Đó. Rồi tiếp đến là phần condenser cũng vậy. Đấy, trong phần condenser thì cũng có là condenser rồi là noise gate đấy để giảm đi cái vấn đề feedback âm thanh. Rồi phần condenser để cũng giúp chúng ta nó gọt âm thanh chúng ta nó ngăn chặn cái ngưỡng âm thanh đổ vào quá lớn, nó làm cho âm thanh bị vỡ. Đấy, không được mượt, không được ấm. Đấy. Thì condenser nó sẽ giúp cho chúng ta những cái vấn đề như vậy. Và cách setup condenser như thế nào thì ở clip trước mình cũng đã có hướng dẫn cho mọi người rồi đó. Thì mình sẽ nói qua một xíu. Đấy, chúng ta sẽ thử alo ngưỡng lớn nhất có thể 1 2 6 7 đó, và chúng ta sẽ nhìn vào cái in đây này, condenser chúng ta nhìn vào in đây đấy, tức là cái ngõ in đầu vào mọi người. Chúng ta sẽ can thiệp vào đây này, vào phần gain này đây, cái này nó sẽ can thiệp vào cái ngưỡng in của condenser này, còn cái phần fader ở phần mixer này thì nó sẽ không can thiệp vào của condenser đâu mọi người ha. Đó. Thì để cách để chúng ta biết là nó cách để chúng ta cân condenser như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn vào cái đèn đang sáng ở in đây, số 1 đầu tiên này, 2 6 7 6 7 6 7 6 7, đó, để chúng ta kéo nó xuống. Bây giờ mình sẽ mở gain lớn ra chút nữa, 2 6 2 6 7, đó mọi người thấy không, nó cái đèn ở ngõ in đây này, nó sẽ sáng lên mức này này, 2 6 7, mình alo thật lớn, 6 7 6 7. Đấy, mình sẽ dựa vào cái đèn này để mình gọi là kéo nó xuống, để mình tensor nó xuống, 2 6 6 7, đó. Còn cái phần tỷ lệ đây thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái ai là người hát nữa, chúng ta hát thể loại gì nữa để chúng ta kéo cho nó phù hợp, để chúng ta đặt cái tỷ lệ nén cho nó phù hợp mọi người ha. Rồi, và mình tổng quan qua một chút như vậy, nói về hết phần condenser thì nó cũng khá là dài, để mọi người chúng ta cũng được nắm tổng quan qua một chút như vậy. Rồi tiếp đến là phần FX Send đây. Đấy, trong phần FX Send thì chúng ta thấy là nó cũng có là Reverb, Delay, Chorus và Roam đây. Thì đối với ca hát phổ thông, gia đình, karaoke thì thông thường thì chúng ta cũng sẽ sử dụng đó là Reverb và Delay là chính thức mọi người. Còn phần Chorus rồi là Roam này kia thì cũng ít khi sử dụng tới mọi người ha. Nên mọi người chúng ta sẽ can thiệp chú ý chính cho mới cho mình về cái phần là phần Reverb và phần Delay đây. Rồi, FX, bây giờ chúng ta muốn gửi FX vào channel nào thì chúng ta sẽ bấm cho channel đó sáng lên. Ví dụ như mình muốn gửi FX vào channel thứ nhất đi mọi người ha, thì mình sẽ bấm cho channel thứ nhất nó sáng lên như vậy. Sau đó thì mình sẽ kéo Reverb lên. Mình có muốn gửi delay vào channel nhất không? Đó, thì mình kéo lên. Đấy, kéo lên. Để tương tự channel thứ hai, mình muốn gửi FX vô thì mình cũng bấm đến, sau đó mình kéo lên để không decibel cả đây mọi người ha. Mình muốn lớn nhỏ thì chúng ta lớn nhỏ ở ngoài. Tương tự channel thứ ba cũng vậy. Đó. Tức có nghĩa là chúng ta muốn gửi FX vào channel nào thì chúng ta sẽ bấm đến channel đó, sau đó chúng ta kéo Reverb và Delay lên. Đấy, ví dụ như là số 5 mình cắm guitar, mình muốn là có một xíu Reverb. Đấy, thì mình sẽ bấm vào channel thứ 5, sau đó mình kéo phần Reverb lên. Tương tự thứ số 6, số 7, rồi số 8, tương tự như vậy. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại về số 1. Mình can thiệp vào số 1 và số 2 là hai cái mình đang cắm mic. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tổng quan sơ qua một chút về cách để chúng ta đặt tham số cho Reverb và Delay.
Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đặt tham số cho revert. Mình sẽ tắt delay trước cái đã nha, để mình test thử ha. Thì này, hồi này thì mình cũng đã có set qua rồi để cho nhanh. Thì đối với phần tham số của revert thì cái phần mục tham đây thì mình để đâu đó là khoảng tầm là 3429 mili-giây thì nó sẽ vừa. Nó sẽ tùy thuộc vào từng dòng mixer. Đấy, nó cộng với mixer nó sẽ có một cái tham số lịch nhau khác nhau, chứ không phải cái nào cũng chúng ta cũng để là 3429 đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nó sẽ tùy vào không gian. Có những không gian chúng ta có thể để ngắn hơn, có những không gian chúng ta sẽ để dài hơn. Còn đó, mình chia sẻ ở mức ngưỡng trung bình thì chúng ta có để cho mình có ngưỡng khoảng tầm đâu đó là khoảng tầm 3400 gì đó thì nó sẽ vừa đó, đối với dòng UI này. 2 6 7. Đó. Đối với giọng cao của dòng của người Việt của chúng ta thì chúng ta để mức đó thì ca nó sẽ mượt mà hơn, nó sẽ bay bổng và dễ ca hơn mọi người ha. Đó. Và cái phần hai đây, phần hai bát đây mọi người. Đấy, thì chúng ta sẽ phần tức là nó sẽ làm cho cái tiếng đùi của reverb chúng ta nó sáng. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ kéo xuống này. 6 7 đấy, nó mờ lắm, nó rất là tối, nó không có sáng, không có nét mọi người. Thì bây giờ mình sẽ kéo nó lên. 2 6 7. 1 2 6 7. Đấy, thì thấy mức này là vừa này, tính như đâu đó là khoảng tầm 75% gì đó. Nó sẽ tăng cái tần số cao lên để cho cái tiếng reverb của chúng ta nó sáng hơn, nó sẽ có cái tiếng xì đuôi ấy, nghe nó cảm giác nó hay hơn đó. Và tiếp đến là cái bass của reverb. Bây giờ mình sẽ cắt xuống này. 2 6 7. Mọi người, chúng ta nghe cái tiếng reverb nó bị oang oang, nó không có được dày, không có được ấm, nó nghe rất là khó chịu, cho nên mình phải đưa lên 1 2 6 7. Đó, mình đưa lên đâu đó khoảng tầm 80% thì nó là vừa. 6 7. Đó, nó sẽ tùy phụ thuộc vào người hát và nhu cầu của từng ca sĩ họ thích như thế nào nữa. Còn ở mức độ ngưỡng trung bình để chúng ta karaoke phổ thông thì mọi người chúng ta để cho mình ở khoảng mức tầm 80 gì đó thì đó là vừa, 80-90 gì đó cũng được, để cho tiếng reverb của chúng ta nó ấm hơn, nó nghe nó mượt mà hơn mọi người ha, nó nick cái giọng hát của chúng ta một xíu. Rồi, tiếp đến là phần low pass filter. Đấy, low pass filter là chúng ta cắt cái tần số cao 26, mình cắt xuống này 26, đấy, 67. Bây giờ chúng ta mất hết reverb rồi, thì chúng ta phải đưa lên 6 6 7 6. Thì đối với phần low pass filter này là cắt tần số cao, cắt tần số cao của reverb thì mình sẽ để đâu đó là khoảng tầm là 10 ký độ về thôi mọi người. 6 7 6 7. Rồi, tiếp đến là phần high pass filter là cắt tần số thấp của reverb. Tần số thấp của reverb nó sẽ tùy thuộc vào từng nhu cầu và giọng hát của từng người và sở thích của từng người. Đối với ca sĩ chuyên nghiệp thì thông thường thì sẽ cắt lên đâu đó khoảng tầm trên 300 hoặc có thể những lúc là có thể là trên 400 mọi người ha. Còn đối với gia đình bình dân, mình karaoke phổ thông thì chúng ta để đâu đó khoảng tầm 250 gì đó để cho nó ấm hơn một chút, tiếng để vượt nó ấm mà nó mờ ảo hơn một xíu để cho nó nịnh cái giọng hát của chúng ta. Còn ca sĩ họ chuyên nghiệp thì mình phải cắt cao hơn một chút để cho nó rõ, nó nét cái tiếng mic tone nó được nét hơn, nó rõ hơn. Đấy, theo cái nhu cầu sử dụng. Đấy, còn đối với mức gia đình karaoke thì mọi người cứ để cho mình tầm khoảng tầm là 250 hertz thì đó là vừa mọi người ha. Mình sẽ thử alo thử 267. Đấy, reverb như vậy là rất là phù hợp và ok đối với tính chất karaoke mọi người ha. 676. Rồi. Và tiếp đến thì mình sẽ xử lý phần delay. Mình sẽ mute reverb lại xong rồi mình sẽ mở delay lên. Đó. Delay mình sẽ test thử. 6 7 7 7. Đấy. Ở phần delay đây thì phần tham số đây thì mọi người để cho mình là 230 Hz ha. Đấy, là ở mức độ trung trung. Còn có thể là điều chỉnh gọi là chi tiết hơn, có một sound bên đứng ở đó thì nó sẽ tùy thuộc vào tính chất khác nữa.
thì khi đó thì cái tham số phải có sự thay đổi. Ví dụ như khi mà hát nhạc nhạc nhanh thì cái tham số mình sẽ thay đổi một xíu, và khi hát những dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng thì chúng ta phải thay đổi tham số một xíu. Nhưng mà đối với mức karaoke thì không thể nào mà khi nào chúng ta không có sao mê đứng ở đó được. Đấy, cho nên là chúng ta mọi người để cho mình đâu đó khoảng tầm là 230 là vừa mọi người ha. Đối với dòng cái tham số của delay này thì hầu như mixer nào cũng để ở khoảng đó. Ví dụ như mình có thấy như dòng Island Hit rồi dòng Yamaha này kia cũng mình để ở mức ngưỡng 230 là nó gọi là tương đối là vừa mọi người ha. Về thứ nhất karaoke và phần feedback thì mọi người để cho mình là 45, tức là số lần lặp lại mọi người ha, lặp lại đâu đó khoảng tầm 6 lần gì đó, 7 lần gì đó là ok rồi mọi người. Còn đây là phần low pass filter. Đấy, chúng ta cắt xuống bao nhiêu. Đối với delay thì mọi người để cho hoạt động đó đó là từ 99 ký độ về thôi mọi người. Mọi người đừng có để nó cao quá, nó dính cái tiếng tép xì cao vô nghe nó hay bị hú và nó cũng không có được hay ok cho lắm đâu mọi người. Đấy, mình sẽ tự cao xuống 6 7, nó lên là 2 6 7 7, sẽ cao xuống 1 1 2 2 5 6 7. Đó, mọi người cứ để ở ngưỡng đó cho mình. Ở đâu đó khoảng tầm là 9 ký gì đó đổ về thôi. Đó, tiếp đến mình sẽ, đây là phần các phần tham số chính, chúng ta sẽ chỉnh ở mức cố định như vậy ha. Bây giờ chúng ta muốn điều chỉnh lớn nhỏ thì chúng ta sẽ ra vào, chúng ta sẽ bấm vào cái mục mixer đây. Đấy, chúng ta sẽ ra mục chính. Ở đây nó sẽ có là reverb và delay. Bây giờ chúng ta muốn tăng cái gì thì chúng ta tăng cái đó. Mình sẽ tắt đi. 1 2 6 7 6 7. Đấy, bây giờ mình tăng reverb lên là 6 6. Đấy, là mình bút bắt đầu. Mình bấm lại Excel, mình mở bút lên đấy. Mình bấm vào mục edit này, mình sẽ mở lại bút, sau đó mình tắt bút bắt đầu. Đây, là mình lỡ tăng mình bút, để mình xạ ra. Rồi, mình trở lại. Rồi, mình sẽ kéo lên là 6, 7, 1, 2, 6. Đó. Rồi, tiếp tục là phần delay 6 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
diện chính của mixer đây. Đấy, lớn nhỏ của mixer này. Rồi chúng ta sẽ đưa reverb và delay lên tùy theo cái sở thích của chúng ta. 6 7 6 7. Đấy. 1 1 1 1 2 2 2 2. Cái reverb lên 6 7 7 7. Mình trộn vào mọi người ha. Rồi, tương tự mic thứ hai mọi người cũng cứ làm tương tự như vậy cho mình ha. Rồi thì clip thì mình tổng quan qua một chút như vậy để mọi người chúng ta nắm sơ qua, để chúng ta có thể là tự chúng ta set up những cái vấn đề đơn giản tại nhà được đó. Còn để mà giới thiệu chi tiết hơn thì nó cũng rất là mất nhiều thời gian và nó đòi hỏi một tính chất khác nữa, cho nên là mình tổng quan qua một chiếc mixer và cách set up sơ qua như vậy để mọi người chúng ta tự chúng ta điều chỉnh những vấn đề đơn giản, chúng ta khỏi cần theo kỹ thuật mọi người ha. Clip thì mình tạm dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like, share, subscribe. Bye mọi người.